Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món cá chay mình muối xả rồi chiên. Món cá khi chiên xong á đặc biệt giòn giòn lâu, và miếng cá khi ăn thì có cái mùi thơm của xả chấm cùng với nước mắm chua ngọt. Nước mắm thì đậm đà vừa ăn và ăn kèm với các loại rau thơm cũng như là dưa leo. Món cá chiên này á thì mình ăn với cơm trắng, ngon cơm lại không bị ngán. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có 3 miếng đậu hũ trắng, 50g nấm bào ngư và 4 lá gông biển. Gia vị mình dùng 1 thìa canh hạt nêm chay, 1 ít muối, nửa thìa cà phê đường. Dưới mình sử dụng 1 thìa canh xả mình đã bầm nhuyễn, 1 thìa cà phê nước mắm chay, ớt, dưa leo và rau thơm. Nấm bào ngư thì mình sẽ cắt cái phần gốc ở dưới, chỗ nào đen không ngon. Rồi mình cho vô đây một ít muối. Mình sẽ ngâm nấm dưới nước muối 10 phút để cho phần nấm sạch. Ngâm xong thì mình cũng đã rửa 1-2 lần dưới nước rồi nha các bạn. Vắt cho khô ráo phần nước. Giờ mình sẽ xé nhỏ cái phần nấm bào ngư này ra. Mình xé nhỏ để lát mình đâm cho cái phần nấm cho vừa nhuyễn tơi ra. Thì các bạn thích các loại nấm nào mình có thể thêm và thay thế, như là nấm bào ngư, nấm gơm hoặc là nấm đùi gà, để mình làm cái phần cá chay á, cho được dai ngon ngọt từ nấm. Nấm khi mình xé sợi nhỏ xong á, thì mình sẽ đâm cho nấm này vừa nhuyễn. Thì nếu như các bạn không đâm á, mình có thể để vô máy xay á, rồi mình xay cho vừa nhuyễn. Đâm xong nếu mà còn phần nước á, thì mình sẽ vắt cho khô ráo cái phần nước nha các bạn. Thì đây phần nấm mình đã đâm xong hết rồi. Còn lá gông biển này thì mình sẽ cắt ra làm 4 những cái miếng vuông và dừa nhỏ như vậy. Mình cho phần đậu hũ trắng vô thao. Và đây là nấm bào ngư thì mình cũng vắt khô ráo phần nước rồi. Mình cũng để chung vô để mình trộn làm cái phần cá chay. Rồi cho cái phần xả bầm với ớt bầm vô. Xả mình thêm vô giúp cái phần cá chay á thơm cái mùi của xả nha các bạn. Các bạn thích ăn xả nhiều mình có thể thêm nhiều vô á. Nêm gia vị như là hạt nêm, một ít đường với một ít muối. Mình cũng cho vô đây nước mắm cho được thơm á. Và tiêu xay. Trộn cho tất cả đều. Thì cá chay này mình sử dụng đậu hũ giúp cái phần cá được béo bùi ngon. Và mình cũng không cần dùng bột như các bạn. Thì nếu như các bạn thích dai hơn, mình có thể thêm bột bắp hoặc là bột năng. Giờ thì mình trộn tất cả cũng đều rồi. Giờ mình sẽ đi tạo hình cá chay. Thì mình sẽ cho phần đậu hũ lên trên lá gông biển, rồi làm đều cái phần đậu hũ với xả nấm này. Đậu hũ thì mình sử dụng khoảng 1 thìa cà phê á, cuộn lại. Khi cuộn xong thì mình sẽ quét cái phần nước ở khúc cuối của lá gông biển. Các bạn có thể quét cái bột năng cho được kết dính. Cá chay thì mình tạo hình cũng xong hết rồi. Thì mình sẽ khứa những cái lằn lên trên mặt cá chay như vậy. Để lát khi mình chiên thì sẽ giòn và giòn lâu. Mình cho một ít dầu ăn vô chảo, đợi dầu nóng thì sẽ để cá vô để mình chiên. Chiên cho vàng đều tất cả các mặt. Thì cái cá chay này nhỏ nên mình chiên cũng rất là nhanh và lại mau giòn với mau vàng. Các bạn thích ăn cái cá chay này lâu hơn, khi mình tạo hình xong mình có thể đem đi hấp, rồi để nguội, để vô cái hộp. Rồi mình để lên ngăn đông, khi nào mình ăn mình đem ra mình chiên như vậy. Thì như vậy mình sử dụng được lâu. Rồi mình chở đều
cái phần cá chay này lại. Cá chay này á, thì mình không có sử dụng bột nên cái lúc mình mới để vô á thì mình làm cũng nhẹ tay nha các bạn, tại dễ bị bong ra, tại rất là mềm. Khi mà mình chiên được vàng như vậy á thì phần cá chay nó sẽ cứng giòn lại. Rồi mình cứ trở bề qua lại đến khi nào mình thấy cái cá chay á vàng và giòn là được. Thích ăn mềm á, không giòn quá thì như vậy mình có thể đem ra được rồi. Còn thích ăn giòn hơn á thì mình có thể chiên giòn như vậy. Thì đây cái cá chay như vậy cũng được rồi. Cũng vàng và giòn á, mình sẽ gấp ra giấy thấm dầu. Tiếp tục thì mình sẽ chiên những con cá chay còn lại đến khi nào hết. Và mình sẽ đi làm cái phần nước mắm để ăn cùng với cá chiên. Thì mình cho vô đây là 3 thìa canh nước mắm. Mình dùng nước mắm chay nha các bạn. Với 1 thìa canh đường. Rồi khuấy cho cái phần đường này á, tan đều. Mình cũng thêm vô đây là một ít nước nóng. Và nửa miếng chanh. Thì nếu như các bạn không sử dụng chanh, mình có thể thay thế bằng cháy tắc hoặc là giấm á. Đây là ớt mình cũng đã băm nhuyễn rồi, mình cũng cho vô luôn. Thì cái nước mắm để mình chấm cùng cá chiên á thì phải đậm đà và có cái vị ngọt, vị mặn và vị chua nhẹ nha các bạn. Phần nước mắm chua ngọt này á thì mình nêm nếm gia vị cũng vừa ăn rồi. Về gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình. Giờ cái phần cá chiên á thì mình chiên cũng xong hết rồi á thì sẽ gấp ra dĩa cho các bạn xem nha. Phần cá chiên này á thì rất là giòn á, sẽ ăn cùng với nước mắm chua ngọt và các loại rau thơm cũng như là dưa leo. Cá khi mình chiên xong á thì bên ngoài rất là giòn và khi ăn á thì có cái mùi thơm của sả và vị cay nhẹ của ớt, béo bùi từ cái đậu hũ á. Thì các bạn làm thử cái món cá chay rồi mình muối sả ớt á, rồi đem chiên giòn á, vừa ngon lạ miệng lại không bị ngán á. Thì món cá chay muối sả này á, mình ăn cùng với cơm trắng ngon cơm á. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.